Con có nguyện vọng được xuất gia, nhưng hiện tại con đang phải lo cho ba mẹ. Vì ba mẹ già, con có nghĩ nếu con còn sống sau khi ba mẹ mất thì con nguyện sẽ đi xuất gia. Còn nếu con mất trước ba mẹ thì con nguyện cho kiếp sau con sớm gặp chánh pháp để xuất gia. Thì bây giờ con cần gieo duyên như thế nào để ước nguyện xuất gia đúng chánh pháp của con mau thành hiện thực? Muốn như vậy thì ngay từ bây giờ mình phải là người thân chưa xuất gia nhưng tâm đã xuất gia. Nghĩa là sao? Mặc dù mình sống đời sống cư sĩ tại gia, nhưng mình như Bồ Tát, mặc dù ở tại gia nhưng giống như là người xuất gia. Nghĩa là từ bỏ sự hưởng dục và đi làm kiếm tiền chỉ nhằm mục đích nuôi cha mẹ, không vì mục đích nào khác. Tức là không phải để nuôi thân, mà chỉ bởi vì cần lo cho cha mẹ thế thôi. Nếu như quý vị làm được điều đó thì nó sẽ là duyên tốt để xuất gia ở đời sau.